Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến kênh Bến Cá Sóc Trăng nha. Là lời đầu tiên cho Bến Cá Sóc Trăng gửi là chào đến tất cả quý vị, chú bác, anh chị em và các bạn đồng nghiệp. Là chúc sức khỏe và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống nha các bạn. Hôm nay mình đi thăm bể rắn nữa các bạn ơi. Đồ nghề của mình thì cũng như thường ngày thôi. Chân quay, trôi lưới, cây cần móc nha các bạn. Còn đây là chuột nha. Số chuột hôm nay cũng tương đối bự các bạn ơi. Chuột không gọi đẹp quá mà chuột hôm nay hơi lớn một chút. Tổng cộng hơn 20 con các bạn. Tại vì hôm rồi còn một số 7 chết chuột mà mình hết chuột mình không có vô được các bạn. Hôm nay mình đem đi mình vô chuột. Ở đây thì có lúa các bạn. Lương thực, bình nước các bạn nha. Trời lúc này cũng dịu lại các bạn ơi. Có mưa lay gai rồi, thành ra cũng không mấy gì nắng lắm. Tới cái bẫy đầu tiên các bạn nha. Rồi mời các bạn cùng đi thăm bẫy với mình luôn nha. Bịt lúa bạn ơi. Chỗ này cũng im lắm bạn. Mà chưa thấy dính. Có gì hôi hôi thối thối các bạn ơi. Nặng không? Nhẹ hiều bạn ơi. Ồ, con hổ ngựa mini lú đầu ra các bạn thấy không? Thụt vô rồi. Thấy máy ảnh này thụt vô các bạn. Rồi, có em ngựa đầu tiên nha. Em ngựa đầu tiên được dây chẽm luôn bạn ơi. Trời ơi, xíu bạn ơi. Đóng phân hết hồn luôn. Em này 3 lạng, 4 lạng. Quá trời. Cá lúc, cá lúc, ừ cá lúc. Chơi mình liền ha. Không giữ cái ha. Không giữ hả con? Dạ, trời ơi, từ lưa ỉa từ lưa hết trơn bạn ơi. Có cứ có tiền các bạn nha. Các bạn đừng có sợ nha. Bẫy rắn là vậy mà. Có cứ có tiền. Rồi mình bỏ vô túi lưới các bạn nha. Em đầu tiên dính được con hổ ngựa. Địa điểm này có hai cái nha các bạn. Lại đây một cái nè. Chỉ ở trong kia một cái. Đem theo cần móc nè bạn ạ. Tới rồi. Tới đây rồi, có con gì không đây? Con hổ hành bạn ơi, thấy lú cái đuôi à,
thấy lúa cái đuôi ra ngoài rồi đó, mà không biết bự hay nhỏ thôi. Nó hành này nhỏ ra ngay, nó xíu xíu kẹt đầu đằng này nè. Ôi ôi, tí tẹo tẹo rồi, thôi để mình ra mình giải cứu nó mới được. Mình mới vừa cứu em nó ra nữa các bạn. Lạng một rồi bạn ơi. Mình cắt cái gai nữa bạn thấy không, cắt ở đây mắt ở đây nè. Rồi chút xíu mình sẽ lấy ấy mình đan nó lại nha các bạn, cái kẽm á. Rồi thôi mình xử lý này cái rồi mình đi thăm tiếp cho các bạn xem nha. Nãy giờ loại bộ mệt như chó các bạn, quá trời mệt. Bữa nay em trời nắng ghê luôn, chiều nay chắc mưa nữa bạn ơi. Thời tiết này thấy mây quá trời luôn nè, mây đen. Mưa đi cái cho nó mát đó các bạn. Mình đi nó cũng đỡ mệt nữa. Quá đuối, đuối đuối đuối. Chà, không ngựa nữa bạn ơi, không ngựa nữa. Con này chắc bằng con hồi nãy, không ngựa mini không. Trời ơi trời, kẹt cái đầu đằng kia kìa. Trời ơi cái này. Vô cắn liền con, gục luôn. Bên cạnh hết trơn bạn ơi, để mình ra mình cứu nó bạn ơi. Mới vừa dính con cắn hổ ngựa kẹt đầu đó các bạn, con nó chừng 2 lạng, bị thương bấy cái cần cổ chưa, mình nghĩ chắc nó chết quá. Nó hô hành, anh hô hành rồi kẹt con trùng, con trùng nữa bạn thấy không. Cái này chắc người ta giăng lưới quá, không biết có bẫy mình còn không đây, nó nguy hiểm quá. Nó bị kẹt đầu rồi, cái nó nung cái cổ nó banh chành hết trơn luôn, con nó trước xa gì cũng chết. Thấy vậy mình bắt về luôn bạn ơi, bắt về cho ông ngoại với mẩm hầm xả ăn, có mấy con nhỏ nhỏ nữa. Rồi có 7 phần nguyên, không có hiện tượng gì lạ hết bạn ơi. Chuột chết. Ôi ôi, hổ hành kẹt đầu bạn ơi. Hổ hành kẹt đầu. Hổ hành sao mini không à. Hổ hành kẹt đầu chết veo. Con này cũng bự bự bạn ơi. Con này chắc có 200 gram. Mà bị kẹt đầu ra ngoài chắc bị chuột hay gì cắn. Dễ quá. Thôi để mình xử lý này cái nghe bạn. Xử lý này hơi lâu, chắc là nó có ở 2 con rồi các bạn ơi. Thành ra dính hết 2 con rồi, thành ra nó không còn dính nữa. Ở đây mình đã đây cái nè bạn, mình tăng cường ở trong đây cái nè. Ủa con chuột đâu ta? Chuột nó mất tiêu rồi bạn. Không thấy đầu, không thấy xác hết trơn cả. Kỳ cục vậy. Quái à nghe. Gì kỳ khó vậy chạy. Cái hôm vẫn bình thường mà ta. Kỳ à.
nghiên cứu này coi. Chết trời, cây cốc chết trời. Kỳ khó gì ta, đâu có gì đâu. Chẳng lẽ mình không bỏ chuột. Mà mình nhớ mình bỏ chuột vô mà chuột nó ăn lúa còn phân nửa kìa. Không thấy xác, không thấy đầu, không thấy cổ chứ bạn. Thôi, kệ đi. Lần sau sẽ dính nữa nha bạn nha. Mình sẽ cắn đi. Rồi, cái này sảy gắn nha các bạn ơi, quyết định là sảy gắn. Nửa luồng bẫy các bạn. Nãy giờ không dính thêm con nào hết trơn trời. Chẳng lẽ dính có 4 con gì vậy là nghỉ luôn sao ta? Hai con dính được, hai con ăn được, còn hai con hư các bạn. Một con chích queo với một con kẹt đầu banh chành cái hình cổ. Kỳ thôi nha. Gắn dích bữa nay đi đâu hết trơn rồi. Chuột chết luôn rồi bạn ơi. Kẹt đầu nó cái gì vậy? Gắn chích queo vô con nhái. Trời nắng chói chang luôn các bạn thấy không? Nguyên một cái con đường này các bạn. Dài đằng kia. Dài đằng đây nữa nè các bạn. Hai bên trống lỏng. Nắng bằng phê luôn, chạy trên cái lộ này nó hốc. Xa xa có bóng cây mát này kia cũng đỡ. Nắng trời trời nó cháy da cháy thịt luôn. Có đôi ủng của mình mà nó nóng không thể chịu nổi luôn bạn. Trời ơi, hổ hành kẹt đầu nữa, chết nữa bạn ơi, xui gì đâu. Toàn gặp thứ gì không? Thú quá. Cái này chắc mình phơi vỏ, phơi ấy luôn bạn ơi. Rồi khoan. Để mình lấy cái bẫy lưới 8 ly bạn. Lưới 8 ly mình đặt. Đừng cho nó kẹt đầu bạn ơi. Trên xe mình nè. Chỗ đó là hai lần rồi đó được bạn, một con lần trước là dính con hổ lãi, đợt này là dính con hổ hành, không ăn được con nào hết trơn. Rồi thôi mình đặt lại cái này cái rồi mình đi thăm tiếp nha các bạn. Cũng nắng dữ lắm rồi, vừa nắng vừa đói bạn ơi. Quá trời nắng chịu hết nổi bạn ơi. Nắng chói chang luôn, không có gió gì trơn bạn, mà nhìn cái ngọn cây này thấy không? Đứng yên phân phát. Xe mình đậu đó các bạn. Uống nước bạn ơi. Nước lắm này. Sáng vợ mình cho mình chai trà xanh, giờ uống cạn khô các bạn. Không đủ luôn. Mời bạn nha. Ở trước mình ở đó có con cá đó nha bạn. Rồi nghỉ mệt chút xíu rồi mình xuống dưới mình thăm luôn nha. Có cái video cái lần trước mình đăng lên có cái hai tuần mình đăng mình mới đi thăm các bạn. Mình đăng lên thì gắn là phải kẹt đầu, gắn hổ hành nhỏ này kia cũng kẹt đầu các bạn, tại vì mình sử dụng lưới phân hai đó, thành ra hổ hành con vô dễ bị kẹt đầu lắm. Bạn vô comment nói là một con thì kẹt đầu chết, còn con dính thì ốm lồi xương sườn, có máy dẹp bẫy luôn cho rồi. Người ta mà trễ lắm thì cũng có 1 tuần à, là người ta đi thăm rồi, đằng này tới 2 tuần. Làm vậy là không đúng với nghề. Kêu mình dẹp bẫy bạn. Mình cũng mắc cười. Thì mình làm bẫy gắn mà mình đâu có biết sao đâu các bạn. Đôi khi mình kẹt một chuyện này nọ. Thì tuần này mình đi thăm không được thì tuần sau mình đi thăm. À, bình thường thôi, nói gì đâu. Ai làm bẫy gắn cũng vậy mà.
Rồi thôi, để mình đi thăm các bạn ơi. Cái này hốt hàng thấy con chập bá rồi các bạn. Nãy giờ không có dính con nào to to chứ các bạn, coi cho nó sướng mắt chứ các bạn ơi. Dính gì đâu, kẹt đầu gì chết không à. Bởi vì anh kia, anh kêu bỏ nghề là phải. Rồi, rồi nữa rồi, con gì nữa rồi, hổ ngựa hổ gì nữa rồi nè. Wow, cắn hổ bạn ơi, cắn hổ mini, nó xíu xiu rồi bạn ơi, hết hồn quá trơn. Cắn hổ, sao mà nó nằm im gu thằng kia bạn ơi, nhỏ xí đen xì nè, bạn thấy không, cái này hổ đất nha bạn. Cái này mình cho nó trong lòng luôn nha, con này hổ đất kìa, nó nghênh với mặt mình kìa bạn, bạn thấy không, nghênh lên liền, nó bò ra đắng các bạn ơi, bò đắng này. Wow, nó con này mới thật sự là gắn hổ đất nha các bạn, đang xì lì luôn nha. Ba khoang luôn nữa các bạn thấy không, để mình để cái này cho nó vững vững cái. Nó nhỏ này là nó nguy hiểm lắm rồi các bạn nha, tại vì nó có thể bị lọt lưới các bạn, thành ra cái khu nào mà có gắn hổ thì các bạn nên cẩn thận nha, lưới mà 1/2 là nó dễ bị lọt kẹt đầu lắm những cái con này nè các bạn. Nhiều khi mình không có quan sát kỹ mình lại mình thò tay vô một cái là ổng chớp mình liền đó nha, để mình lấy cái cây mình chọt chọt cho nó khù lên thế các bạn nha. Làm gì? Nuôi. Ai? Chú đực á. À. Heo, heo lì. Ừ. Ừ ghê á con, cắn ghê á. Đúng rồi, nó sợ nó lùi luôn. Cắn ghê á. Ngọc. Sợ gì vậy? Ôi. Hôm nay được có nhiều rồi bạn ơi. Gắn hổ ngựa không mà, mong hổ ngựa mini không mà, tới gắn hổ đất cũng mini luôn, bữa nay thất thất toàn tập luôn mà, mini hàng mini, hàng mini, hàng mini, đây thằng em mini nữa nè, đừng cho em đấy con. Rồi thôi mình xin khép clip lại đó đây các bạn ơi, chúc tất cả các bạn xem video vui vẻ nha. À, nhớ đăng ký ủng hộ và like chia sẻ cho kênh Bé Gắn Số Trăng các bạn, để làm động lực để tạo ra nhiều cái video hay hơn cho các bạn xem nha. Rồi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Đang xì lì luôn á. Đúng đen luôn.